Xin chào mọi người, mình là Panda và hôm nay mình sẽ làm một clip về Minecraft. Nếu như mọi người thích clip này thì hãy để lại cho mình một like, một share và sub cho Panda và cả team của Panda nữa nha. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận được thêm thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Giờ thì mình sẽ bắt đầu thôi. Ôi, sáng sớm mới dậy buồn ngủ quá. Trời ơi, chị làm mới vừa dậy mà còn buồn ngủ nữa. Đi xuống đây chơi mèo ơi. Trời ơi, nhà là trời ơi, không còn gì nữa hết. Trời ơi, lấy gì ăn đây? Lấy gì ăn đây? Tủ lạnh ngày nào còn ở đây? Cái lò ngày nào còn ở đây? Bánh, lò bánh của tôi ngày nào còn ở đây? Giờ không còn cái gì để ăn hết. Trời ơi, đã có cánh bay đi hết rồi. Trời ơi, đừng khóc đi, đây chị kiếm đồ ăn cho ăn nè đi. Trời ơi, phải là mình đang đi kiếm đồ ăn. Tông Hoa tới. Vô đi. Ở ra đi. Vụ gì mà kêu ta ra mà học chưa được. Ồ, hết hồn chưa? Thì nha, đứng ngay trong góc đó. Dạ. Ôi dạ. Đây này bà nội. Thấy chị rồi. Em đang hốt rủ nghèo với chị Panda đi mày. Đi mày. Kiếm kim cương về làm vài cái áo bận chơi. Thôi chị Panda đang đói nè. Đang đói thì đi mày đi kiếm than ăn. Oh, đang kiếm than. Ủa vậy sao kiếm than? Nè, nè đói không? Thịt heo nè. Mèo đói là hút chăm sóc liền. Ăn đỡ với thịt heo sống đi. Ăn đồ ăn của hút là phải làm vợ hút á. Ăn đồ ăn của hút phải làm vợ hút. Coi thì đó, theo ra. Ê, nó có theo rồi. Rồi xong rồi. Ơ, có theo rồi. Đồ quá thôi, chị Panda đi mai, chị Panda. Đi mày đi, đi mà lấy đồ chúng mình đi mai. Đi chứ, mình đang đói mà mình cũng phải sẽ sửa sang nhà cửa nữa. Em có một vài thứ nè. Ê, vậy mình thôi để chị qua đây mình mèo ơi. Mình đi mai đi mà mình xài cái cấp thường thôi rồi. Sao giờ á chị sẽ làm một cái những cái cấp mà nó mạnh nhất để mà mình đi mai cho nó nhanh ha. Ui, quán phu chị Panda, trời ơi, này chị Panda biết chế tạo rồi. Ừ. À, việc phải em đây. Ở đây. Hết. Vậy. Dạ, chị Panda nói gì không? Vậy cấp mạnh nhất hả? Ừ. Sao vừa thôi mà nói bà Panda bà ngu với bò để biết chế. Trời ơi, đâu, bữa nay chị chế chị thông minh được chút rồi đó. Ừ, chị sẽ chế được cấp bự. Chị mới ăn đồ ăn của heo không? Có ăn thịt heo thôi chứ không phải ăn của heo, ăn thịt heo thôi. Đang... Còn bà phải đặt đi che đồ các kiểu rồi ha. Ôi, chị chế cái cấp nào mạnh nhất nào. Để coi thử coi bà chế cái gì ha. Trước tiên né rồi chị sẽ nhâm khoái từ nha. Từ trời. Bà chế mà phải ăn đồ ăn của heo cho bà nhâm phải không? Bà chứ bà chế ăn gì nhâm. Chế chưa bà nội? Chết cha, khoan hút các bạn chế tạo không cho chị mượn cái đi. Chị quơ chị không nè, có. Nè nè em có bạn. Nè nè để em quăng qua cho nè rồi xong. Ủa? Sao hai cái vậy? Thôi, chị Panda lấy bàn chế tạo của hút nè, xịn hơn. Của em nè. Đó, đó kìa, nó có gì vậy? Đây, 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 nó có cái gì vậy? Rồi, đây, mèo, có gì đây mèo, đó. Mèo lại lấy dọc cái trứng màu tím này ra đi. Đẩy đi, đẩy đi, đó, đó. Rồi, hút được cho rồi. Thật sốt, thật sốt, đó, wow. Ô, cái nhà kim cương, cái chỗ đi mai. Cái chỗ đi mai. Thấy được chưa? Không, không. Giờ á, tụi mình vô đây nè, tụi mình sẽ chế gì, đổi đồ. Vô chùa lại đúng không? Lại. Không, đi vô trong đây nè. Lại. Tông vô. Rồi, tông vô rồi. Này phải nhảy sinh nữ không vậy? Không. Trời ơi, trong này ta có đồ quyến rũ lắm. Tông vô đi mèo. Ôi. Quyến rũ. Quyến rũ đó với hút sao không? Đi trước, đi trước. Vô. Tôi đi trước mà. Ôi trời. Wow. Đó, thấy chưa. Tôi đang coi. Kìa kìa. Ôi. Lại đây có cao chật lại nè 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 đó. Nhìn ông vậy gọi là quyến rũ hả? Trời ơi, ông này quyến rũ thì. Ông này mặc áo quyến rũ cái gì? Thôi tôi đi ra. Chơi. Ở ra đó. Ê. Ủa đâu hả? Ở ra. Ủa đi ra thiệt luôn. Ủa, hả? Đi mình vô đây mình có cao nhiều. Ủa ông già. Nó chỉ giúp già. À, chị Minh ơi. Ờ. Cấp kim cương bình thường. Nè. Nó nói cho mình cái cấp gì mà. Có một cốc kim cương. Ủa? Với ba viên kim cương hả? Chị đang nói chuyện với ông hả? Nè chị thấy nè, chị kia thay đổi với ba viên kim cương. Rồi. Ủa, ủa. Đi mà quá trời cấp. Chị ủa, có được cái cấp nè. Khoan để chị dọc qua cho mèo nha. Ra yeah. Chúng ta được cúp kim cương mà được ép nữa nè. Vô đây. Ồ để em coi một, cái cúp này có cái tác dụng cúp sắt và một sô lava. Wow. Ra một cây cháy, cây gì đó chị cũng không biết. Và một cái sẻng. Một cái sẻng và ba viên kim cương. Ủa, ông đổi sẻng luôn hả? Ừ. Rồi À là ông lấy cây sẻng, ông đổi cho mình cái cúp đúng không? Ông ơi lấy cây sẻng, ông đổi cho mình cái sẻng mà cái sẻng mạnh hơn. Giờ một cái... À trời ơi. Ây da, chị sẽ đổi gì rồi ổng. Trời. Ủa, ông này ổng có trời. Nhiều đồ để đổi ghê luôn á mèo ơi. Thôi mình đổi vừa vui, vậy bây giờ đừng mình đổi. Mình đủ đồ đi mai được rồi. Thấy không? Ê còn cái gì nè ta? Khoan để chị coi. Ồ đây khoan để chị đổi thêm một cây cốc này. Vậy là mình có để coi 1, 2, 3, 4, 5 cây được rồi ha. 5 cây được trời rồi hả mẹ? Em giữ cây đó là 6 cây nè.
Không, chị tính luôn cây của mèo á. À, chị Banda, em thử tâm đầu vô kiến cho nó không bể chị Banda. Ôi trời ơi, hồi cho chừng bể đầu đó mèo ơi. Kiến nó không bể mà đâu có bể. Thì là ông bám nhiều. Trời, ông bám hết trời đồ luôn nhiều quá. Nhiều lắm. Giờ á chị coi, ví dụ có một cái mà đổi TNT nữa mà chị không có để lên coi hết có không sao. Thôi, khỏi đi, em thấy đủ rồi đó, 5 cây cấp là nhiều lắm luôn rồi đó. Mình đi lên. Lên thôi nào. Hello, hello. Trời ơi. Ông đào trước mình đúng rồi kìa. Hả? Gì vậy? Ông đào trước mình luôn kìa mèo. Tôi đang lấy thang cái gì? Trời, đang lấy thang cỏ nhẹ, tôi chị mình đang có cúp nè. Trời ơi, cái kim cương quẹn mà. Dài ba cái cúp kim cương. Trời ơi. Ôi, chị cái cúp này làm được cái gì vậy chị Panda? Em thấy nó màu màu mè mè, không biết nó làm được cái gì á chị mình. Dài ba cái cúp kim chị cương còn lao. Không biết nữa, giờ mình thử đi. Thử đi, nè, ra đây nè. Trời ơi, nè, nào được mèo. Trời. Wow, con mèo nào kìa. Để chị coi, để chị. Để em đào lại, hồi nãy hình như em hơi bị lố tay á. Ơi, wow. Thấy chưa? Cái này là cái gấp hay là cái máy khoan vậy? Trời ơi, nó vừa đau được. Ghê chưa? Nó vừa đau được đá, luôn nha. Ghê ghê. Nếu mà nó đau, để em thử, nếu mà đau khác thì nó có tác dụng không? Ha. Ê, khác thì chị cho mèo cái sẻn nè, cho mèo cái sẻn nè, mèo. Cái sẻn. Nè, mèo. Cho em đi. Cho không có, cho em không có. Cho em đi. Em cắn. Kẹp kẹp. Ghê quá. Khủng khiếp. Tăng. Wow. Cái này như là em đau 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 luôn. Ghê quá. Nhanh thiệt luôn á. Cái này nó mạnh thiệt á. Cái cây này chị nhét cái gì vô đây á? Chị nhét vô bơm nguyên tử lúc này hay gì đâu kìa vậy? Lấy đuốc kìa, lấy đuốc. Không, chị mới đổi cái ông đó. Để sát được. Ông nào ông hấp dẫn nó đó hả? Ừ, bởi chị kêu nãy là cổng đi, không chịu đi bỏ ra ngoài trước. Trời ơi, bậy quá. Thôi thôi thôi, nhà tôi bây giờ. Wow, có mèo kìa, trời ơi, mèo quýnh. Đâu đây, có sắt nè. Chị Minh Anh. Nè, coi nè. Ai vậy? Ủa sao cây vậy? Ủa chị, để chị. Khoan, để chị coi. À, để chị Panda, Ủa sao cái cây này cây gì giảm quá? Thầy đưa cho em. Trời ơi. Trời ơi. Ê, vậy là cây này biết rồi đó. Ờ. Ủa, nó đào hết tất cả mà hứng luôn á. Ui, trời ơi. Làm phát nữa, chị làm phát nữa. Làm phát nữa hả? Làm phát nữa hả? Đây nè. Sao kỳ vậy? Ê, cái chân anh cục gì màu tím vậy? Cái cục gì vậy? Bobuller, morning boom gì đó. Cục gì? Cục gì vậy? Ủa? Sao hồi nãy đào được mà giờ đào nó chỉ ăn cục màu tím vậy sao? Ê, hút lẫn, hút đặt cục này ra thử cái cục này. Đặt cái coi cục gì vậy? Đặt thử. Cục gì vậy ta? Đào cục này. Đặt thử coi. Ê, sao nó không bể nó kỳ vậy? Em biết cục gì đâu. Ủa mà sao cái búa này dùng được có một lần hả? Cái cục này dùng được có một lần thôi hả? Thôi đào lại đi, kiếm cái cục khác đào đi. Được, nè để chị đào lại coi. Để chị còn cái cúp gì nè, chị cũng biết nữa, thảy cho mèo nè. Khoan, mèo cầm cây cúp này coi. Ok, cây này hả? Để em. Vô. Thử. Ok. Cánh đạp hút, cánh đạp. Coi. Dạ. Rồi. Mèo mới quên có cái nhẹ. Nãy giờ. Ủa, gì em quên hả? Mèo quên đó, phải chị đâu. Giống tối vậy. Không, quên cái cục đá đi. Cái cục sắt. Wow. Đó. Ủa nó lòi sắt rồi kìa. Cái này là mình chơi theo cái kiểu như là tính lợi trừ, hiểu không? Mình sẽ đào cái mình đào nó sẽ lòi những cái khoáng sản ra cho mình nè, rồi mình lấy cái cúp khác mình đào. Rồi chị lấy cái cúp đào khoáng sản của chị dọng một khoáng cái nổ ra đi. Cái cúp này không phải đào khoáng sản. Ờ đúng rồi. Nó là cái cúp đào cái gì? Tại vì đào gì đây? Khoan, để chị à vậy là cái cúp quen là đào khoáng sản nè. Cái cúp quen mà đào khoáng sản nè. Cúp của hôn là đúng là đào khoáng sản luôn. Thấy mấy cái cúp tào lao của chị với mèo vô nãy giờ không lấy được nhiều sắt hết. Ủa nhưng mà chị làm cái này lòi ra cái mỏ sắt kìa. Ủa là coi ra không lấy kìa. Có khói sắt không đây? Đó đó đó. Chị dọng xuống đất đi, chị dọng dùng cái cúp kia đặc biệt của chị dọng. Ủa cái cúp của tôi nó vô dụng. Ê, sao cái cúp này nó ra lửa tà le vậy? Đâu đâu để chị đào thử coi. Đâu đó. Ê sao đào không chị đào nè. Đó kìa đấy, nó sao nó đang lửa lên vậy ta? Chị vậy thử chị chặt con heo, thử coi con heo có thịt chín luôn không? Đúng rồi đó. Đâu heo đâu vậy? Thả heo đâu. Để em quăng con heo ra kìa. Trời ơi đồ đạc em nhiều quá. Nè con heo nè. Lửa là thử rồi. Ô xẹt. Cháy nó rồi, cháy nó rồi. Một hồi nó sẽ chín, một hồi nó sẽ được coi. Cháy nữa, búa nhiều. Búa nhiều vô, chị búa nhiều thì sợ nó chết rồi. Chị sợ nó chết rồi. Ê, chạy. Tiếp tục đi. Phải vô cái liệu luôn ấy. Ê, nó chạy. Chết. Chính nè. Còn
chơi nào, móc ra đào tiếp đi. Còn cái gì không? Còn gì không? Thử không? Hai đi chị thử cái cây này coi. Ủa, cái này đào nhanh ghê luôn á. Cái này nó giống cái mèo. Đào xuống tới. Mèo, chị đưa mèo nè. Đưa cho em đi. Sao chị đưa mèo không đi? Ê, đưa hút hút kẹp kẹp mèo không chứng không mẹ, không có cảm. Ủa sao có mấy cái cục này lú lú rồi vậy? Đâu. Ủa dạ. Rồi vậy chúng tôi qua bởi đây rồi. Wow. Sao chị không biết được nữa? Ê nhung nhám nữa thôi kìa. Chạy. Đào lên, đừng lo. Đào lên. Nè. Kim cương. Ê kim cương, lấy mèo. Của tôi. Chị không có cúp đào kim cương. Lấy cái cúp này đào thử. Lấy. Vàng sắc gì từ lưa hết. Wow. Ủa nhiều quá. Cái này em hút đào được lắm nha, em hút đóng đào xong cái mình đi theo mình lấy. Ôi cái này mà mình combo nha là mình giàu luôn á. Ờ đúng rồi đó. Trời ơi quá trời luôn, quặng khách sẵn nè. Kim cương bên đây, nó này mèo ơi, qua đây. Mèo. Kim cương quá chừng luôn nè. Wow. Trời ơi mình nó giàu to luôn á. Quá trời luôn. Nào giờ tôi không nghĩ là cái công việc đi mai nó dễ dàng vậy luôn á. Vàng nữa nè. Giờ mày thấy đi mai dễ chưa? Ơi vàng. Ngày mà mèo kiếm một đống kim cương luôn á. Ủa nhiều quá trời nhiều, cái cỏ thấy không hết được. Ông đang đâu vậy hết? Tôi đang trên này nè. Chị Bánh Đăng ơi, trời đi coi. Đi nhanh quá. Lên thôi chị Bánh Đăng ơi. Lên đi nè, coi hôm nay mình đào được nhiêu kim cương rồi hả? Để tôi đào cây này tôi tèo lên luôn thử là được không? Ơi đào xong mà nó lòi ra quá chừng khoáng sản luôn. Giờ cầu hang đào cái bậc hang. Ủa được luôn hả? Kìa. Ê. Ôi, trời nguy hiểm quá anh chị ơi. Ok. Trèo lên. Ê, cái này cái cục gì vậy? Có san hô. San hô. Sao nó có dưới lòng đất ta? Ủa tôi đào cái bậc thang tôi lên từ từ luôn nè mèo. Ồ, đào đây quá trời san hô nè chị Bánh Đa coi nè. Thì nó thấm nước ra. Trời ghê quá. Ủa đúng của chị Bánh Đa đâu? Trời ơi. Có. Tôi chị Bánh Đa nó được. Nè bên này nè, đi gì vậy? Ủa, hình như là nó định làm được cái cục đá gì thôi, đá cụi cái gì thôi. Nó không có chịu làm mấy cái đá kia. Rồi lên. Chỉ đào được đá cụi thôi. Hình như cái cúp này hết tác dụng rồi mèo ơi. Nó chỉ đào được đá cụi thôi. Nó đào đá cụi thôi, mấy cái đá đó nó không chịu. Thấy chưa? Chỉ đào đá cụi thôi. Nè lên đường nè. Lên chị Bánh Đa ơi, lên thôi. Kìa. Trời, mình đang thấy theo cái hình sắc ấp á. Hồi tôi tò mò quá, mà tôi muốn đi quanh lại cái đường cũ mình coi quá. Ê, hồi đi, hồi không biết về nhà luôn á. Đang đi theo đường sắc ấp mà bậc thang đi lên nè. Ê, Hút ơi, em có dẫn tôi chị Bánh Đa đi dập vòng không? Thì tôi dẫn đi lên từ từ mà. Tôi hy vọng là mình đang đi lên. Ê, đè, chết. Trời ơi. Trời ơi, Bánh Đa Rồi mình đã thử những cái cốc kim cương này nó mạnh quá rồi hả, mình dọc từ lưa mình đập từ lưa ha mọi người ơi. Giờ hút ơi mình không biết sử dụng cái cốc này. Dạ thôi, nếu mọi người thích clip này hãy để lại cho mình một like và subscribe, và xin chào tạm biệt mọi người nha.